Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những mặt hàng thuần tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên đây là một cái giỏ mạc xuân nhá các bác nhá, giỏ mạc xuân. Mạc xuân bên em thì bây giờ nó đang có lụ nhá các bác nhá. Cây đã bắt đầu sưng lụ hết rồi. Giỏ này hiện tại là đang được sưng lên được hai cái lụ rồi. Và còn rất là nhiều cây vẫn chưa sưng lên cái lụ nào. Thế nên là nó sẽ ra rất là nhiều lụ các bác nhá. Mạc xuân này thì hoa rất là nhiều các bác. Mã số 36 có giá là 200.000. Chậu mạc xuân như này 200.000 ạ. Mã 36. Tiếp theo một giò mạc thu mã số 37. Đấy, dòng mạc thu thì cây lá của nó dài hơn. Mã số 37 có giá là 200.000 nha các bác nhé, 200.000 mạc thu. Giò to to như này. Giò tiếp theo em lên đó là một cái giò mạc tứ thời. Đấy. Dòng tứ thời như này mã số 38 nhá, mã số 38 có giá là 200.000 ạ. 200.000. Đấy, mã số 38, 200.000, mạc tứ thời. Tiếp theo lên một giò kiều dẹt mã số 46. Mã số 46 có giá là 400.000 nhé các bác nhé. 400.000 mã số 46, kiều dẹt. Đấy, 46, 400.000. Giò kiều dẹt tiếp theo mã số 35. 35 có giá là 200.000 ạ. 200.000 nhé các bác nhé. 200.000 mã số 35, kiều dẹt. Tiếp theo em lên đó là một cái giò vạch đỏ như này. Đấy, trồng thuần trên một cái chậu đen phi 21 như này. Có giá là mã 47 có giá là 200.000. Mã 47 200.000 vạch đỏ. Vạch đỏ 200.000. Tiếp theo em lên đó là một cái giò hải yến. Giò này gồm có 6 cây. 6 cây trồng trên một cái chậu gỗ lục như thế này. Cây thì các bác nhìn cái bộ rễ ở bên trong đây nó chi chít nhằng nhịt hết bên trong rồi. Đấy, thuần rất đẹp nha các bác nhá. Trong này em bán giá 200.000 mã số 39 nhá. Mã số 39 200.000. Tiếp theo là một giò tóc tiên hương dừa mã số 42. Mã số 42 có giá là 180.000 nhá. 180.000 mã 42. Tóc tiên hương dừa trồng thuần trên đĩa dớn. 42 180.000. Giò tiếp theo lên một cái giò đùi gà dẹp trồng thuần trên một cái đĩa dớn như này. Rất là nhiều đây, tay tất cả đều là thân tơ hết theo anh nhé. Đấy, toàn thân tơ hết đây. Mã số 52 có giá là 200.000 đùi gà dẹp. Giò đùi gà dẹp tiếp theo mã số 45. Mã số 45 có giá là 220.000. Tất đây cũng đều là thân tơ hết theo anh nhé. Toàn thân tơ hết. 220.000 mã số 45. Giò tiếp theo lên một giò đùi gà tròn mã số 40 to như thế này có giá là 250.000 trồng thuần trên một cái chậu nhựa phi 21. Mã số 40 250.000. Đùi gà tròn tiếp theo nhá, trồng trên một cái đĩa dớn như này. Đấy, thuần trên đĩa dớn rất nhiều thân hoa nhá các bác nhá. Để về các bác nào mà muốn chơi hoa Tết thì về các bác che hết cái mắt gốc đi, xong các bác phun cho em một cái liều duy xanh là nó sẽ sưng hết cái mắt của nó lên. Những cái quy trình của cái hoa này từ cái lúc mà tạo lụ đến lúc mà nó ra hoa ấy thì tầm khoảng 45 ngày. Đấy, tùy vào các tỉnh nhé. Những cái tỉnh mà nó nóng hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Và những cái như trên miền Bắc em ấy thì nó phải tầm khoảng 50 ngày thì bắt đầu mới đẩy hoa nhé các bác nhé. Thì vì nó lạnh. Tầm Tết Tết nên là nó rất là lạnh. Mã số 41 250.000. Đây các bác cứ áng áng ra. Thì phun mỗi giò các bác phun cách nhau tầm khoảng 5-7 ngày gì đấy. Để cho không có giò này thì giò kia chơi được hoa nhé các bác nhé. Nói chung là như theo ở trên Lai Châu em thì em cứ phun cách 50-55. Đấy là hai cái khoảng thời gian đấy là sẽ có hoa Tết. Còn các bác ở các tỉnh mà nó nóng hơn thì phun nó sớm hơn một tí. À, khoảng cách nó giãn là nó ngắn hơn một tí. Tầm khoảng 40-45 ngày thôi. Mã số 43, đây là một giò da báo có giá 150.000 các bác nhé. 43 150.000 da báo. Giò tiếp theo em lên là một giò kiều vàng. Mã số 57, mã số 57 có giá là 300.000 nha các bác nhé. 300.000 mã 57. Một giò kiều vàng rất to này, thân dài nhất phải được tầm khoảng 70. Đấy. Những cái thân dài thì tương đương với cái cành hoa của nó cũng sẽ rất là dài. 57 300.000.
Tiếp theo là một giò thanh đạm. Một giò thanh đạm như thế này. Gồm giò này thì cũng sang năm cũng phải được tầm khoảng hơn chục bông hoa, hơn chục cảnh hoa nha các bác nhé. Mã số 44 có giá 150.000. 150.000 nha các bác nhé. Đây, toàn thân lá luôn. Đấy, 150.000. Mã số 44, cây đã bay bén rễ rồi các bác nhé. Cây đã bén rễ rồi. Rễ bắt đầu đang ra, đang nhú ra thì bám vào giá thể rồi. Chậu tiếp theo một chậu kiều vàng thân ngắn nữa, mã số 54 có giá là 200.000. Kiều vàng thân ngắn 200.000. Trồng trên đĩa giớn phi 20. Rất nhiều thân tơ nha các bác nhé. Tiếp theo lên một giò ý ngọc mã số 73, mã số 73 có giá là 150.000 nhé, ý ngọc ạ. Đây, rất là nhiều thân tơ đây các bác nhé. Thân tơ rất nhiều. Đấy, đây này. À, cái giò này cả ý ngọc lẫn thập hoa nhé. Cái này là thập hoa này. Đây, mấy cái cây dài dài này là cây thập hoa này. Trồng kiểu gì ấy. Đây, cái này thập hoa đây. Thập hoa đây, còn cái trên này thì ý ngọc nhé. Mã số 73 có giá 150.000. Thập hoa lẫn ý ngọc. Tiếp theo một giò long tu đá xin hồ. Long tu đá xin hồ. Đấy, nó giờ nó vàng như này rồi. Tất cả các cây đang vàng để xuống lá để cho hoa đây. Đấy. Cái dòng này thì nó các bác ở bên trong là không cần phải phun kích gì hết, nó khắc tự lở vào Tết thôi. Còn anh em mà ở khu vực mà nó khí hậu mà nó lạnh hơn một tí thì phải sử dụng đến thuốc kích thích. Mã số 76 giá 160.000. Nói chung là muốn lở hoa nhiều thì các bác cứ phun cho em là tốt nhất, phun đều hết tất cả các lá, bộ lá này. Che dễ thì các bác nghiêng như này, phun hết lá đây. Đấy, các bác cứ tưới trước, đậm trước cho em tầm khoảng 15 phút xong các bác bắt đầu là dốc ngược xuống này, các bác phun hết cái phần dưới này. Đừng phun vào gốc, tại vì phun vào gốc nó có cái mắt này nó sẽ ra mầm non. Đấy, mà ra mầm non nó không đúng mùa thì cây nó sẽ rất là yếu. Mà vừa ra hoa vừa ra mầm non như này thì cây nó cũng không ăn thua mấy nha các bác nhé. Tốt nhất là các bác cứ cho nó nở hoa, chơi hoa trước đã, xong rồi mầm non nó khác đến mùa nó khác ra. Mã số 30, 200.000. 200.000, long tu đá xin hồ. Tiếp theo, mã số 58. Mã số 58. Đấy, ngoài cách phun ra thì các bác còn có cách là chọc mắt nha các bác nhé. Chọc cái kỳ. Nhưng mà các bác phải chọc những cái thân bánh tẻ này, thân non của năm nay như này thì chọc không bao giờ ra các bác nhé. Tại vì thân năm nay nó vừa mới ra, nó chưa ra được hoa. Những cái thân bánh tẻ này năm ngoái đã ra hoa rồi. Còn mắt đây, các bác chọc cách cho em tầm khoảng 5mm đến 1cm. Đấy như này, chọc một phát vào thôi. Xong các bác bơm cái duy xanh vào, xong các bác để khô, xong rồi bôi keo liền sẹo. Các bác nào mà cẩn thận bôi keo liền sẹo vào, như nhà em là thường em kích được ít khi bôi keo liền sẹo lắm, tại vì là những cái lúc mà em đã chọc kích kỳ này em sẽ cắt nước một ngày em không tưới thì cái vết thương nó sẽ lành lại nhé, thì ngày hôm sau các bác tưới thoải mái. Mã số 58, đây là một giò kiều tím có giá là 330.000. 330.000, mã số 58. Giò kiều tím tiếp theo, một giò dòng kiều lùn nhé các bác nhá. Mã số 55 có giá là 250.000. 250.000 kiểu tím. Đấy, đến lượt u lồi nha các bác nhá. U lồi thì cái thằng này không cần phải kích kiếp gì thì nó cũng khắc lở vào Tết thôi, tại vì là ngoài cái phần mà sử dụng mà thuốc kích ra, chúng ta còn có thể là mình cắt nước và vặt lá trước cái thời điểm mà nó rụng lá nhá. Để rụng lá tự nhiên thì cái mùa này thì bây giờ bắt đầu mới đang lác đác rụng, nhưng mà đây em đã vặt lá trước của nó hơn một tháng nay rồi. Đấy, và cắt rễ rồi, cũng giống như cây đào ấy, mình cứ cắt rễ và vặt cái lá đi để và khoanh gốc để tính chuẩn ngày là nó sẽ ra hoa vào Tết. Nhưng cái dòng u lồi này, dòng lan nó cũng thế thôi. Đấy, cây này thì mầm lên rất đẹp rồi. Đây, có cái mầm còn ra rễ, đây rễ ra đây rồi các bác nhé. Đấy, rễ bắt đầu đang ra rồi. Đấy, mầm non ra rễ rồi. Mã số 48 có giá 250.000, giò này gồm có 11 cành hoa. Giò này gồm 11 cành hoa. Mã số 48 có giá là 250.000. Giò tiếp theo mã số 49. 49 nha các bác nhé. Đấy, cũng giò u lồi, cũng dòng hoa Tết đây. Cây này thì rất là dài rồi, chắc nó cũng sắp ra rễ rồi. Mã số 49 giá 250.000. Cũng dòng có 10 cành hoa. Đấy, cành dài nhất được tầm khoảng 5-60 chứ đấy. Giò tiếp theo, giò này được 12 cành hoa các bác nhé. Giò này thì sàn tầm khoảng 40 cm. Mã số 50 có giá là 220.000. 220.000. Đấy, mầm lên rất đẹp rồi nha.
những cái thân mà nó như nèo khèo này, thân già nó không có khả năng ra hoa rồi, về các bác cứ cắt đi thoải mái. Đấy. Mã số 50 220. Tiếp theo bên là một giò đuôi cáo mã số 75. Đấy, giò này thì trồng trên một cái chậu giớn như thế này. Đấy. Cây rất là đẹp, toàn cây to. Xếp về rất đẹp luôn mà, toàn cáo tuyển hết đấy. Mã số 75 có giá là 350.000, 3 cây. Giò cáo tiếp theo. Giò này cũng 3 cây, cũng xếp về hết như nhau hết. Đấy, chẳng qua một thằng trồng ở giớn, một thằng trồng ở chậu rồi thôi. Đấy. Trồng ở chậu thì giá thể của nó sẽ rẻ hơn, tại vì là cái đĩa, cái cục giớn này của em mua là 35 đến 40.000 một cái rồi. Đấy. Mã số 74 có giá là 300.000 nhé, 300.000 này, đuôi cáo. Tiếp theo lên một giò sơn thủy tiên mã số 67 có giá là 250.000 nhé. 250.000, bao nhiêu phút rồi? 250.000, mã số 67 sơn thủy tiên. Tiếp theo lên một giò hài kim, một dòng hoa lở vào Tết. Đấy. Giò hài kim này em bán với giá là 150.000 nhé các bác nhé, 150.000. Dòng hoa lở vào Tết các bác yên tâm, em nói chuẩn là chuẩn, tại vì là cái dòng này em trồng từ rất là lâu rồi, năm nào cũng như năm nào cứ lở hoa vào Tết hết, kể cả miền Nam hay miền Bắc đều ra hoa vào đúng Tết nha các bác nhé. Đấy. Hài kim 150.000 một chậu. Tiếp theo một giò chuỗi ngọc như này. Mã số 64 có giá là 180.000, 180.000 chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc 180.000 mã 64. Mã số 72, một giò thanh đạm. Hoa thì mùi hương, mùi hoa của nó thơm như mùi sữa nha các bác nhé. Thơm như mùi sữa và rễ đang bén ra rồi nên các bác trở về cứ thế mà chăm thôi. Đây con rễ nó chui được cả ra đây rồi. Đấy, dòng này cũng mới trồng được tầm khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng này thôi. Mã số 72 có giá 200.000. Thì trên Lai Châu em nó lạnh thì cái bộ rễ của nó sẽ ra chậm hơn một tí. Mã số 72 200.000. 200.000 thanh đạm sữa, thì mùa sắp đến mùa hoa của nó rồi các bác nhé. Các dòng thanh đạm mùi hoa sữa này, cần hoa của nó dài từ 20 đến 40 cm, cần hoa dài từ 20 đến 40 cm giống như kiểu thanh đạm của Indo ấy. Và hoa của nó thơm mùi sữa màu trắng nha các bác nhé. Màu trắng và thơm mùi sữa rất là thơm. Và những cái giò như này thì em sẽ đảm bảo cho các bác là ít nhất nó phải ra được 15 cành hoa. Đấy. Ít nhất 15 cành hoa, tại vì em trồng ít nhất là toàn 20 rề vào những giò như này, ở những chậu này. Nên nó ra 15 cành hoa là chuyện quá bình thường thôi. Mã số 24. Đây một giò quốc sắc thiên hương. Đấy. Giò này gồm có 4 cành đang nụ rồi nhá, 1 2 3 4 cành nụ. Này vào những cành nụ bé này còn 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Còn bốn cành đang nụ này nữa. Đấy. Bốn cành nụ to, bốn cành nụ bé. Thì bốn cành nụ to này các bác cứ chơi trước, bốn cành nụ bé này thì về các bác có hoa Tết để chơi. Mã số 24 250.000. Mã số 21. Đây một giò quý phi thanh ngọc. Quý phi thanh ngọc. Tên rất là hay nha các bác nhé. Hoa xanh rất là đẹp ạ. Mã số 21 có giá là 300.000. Giò này gồm có 5 cành hoa nha các bác nhé. 5 cành hoa. Dòng này thì giá nó rất là cao các bạn. 21 300.000, quý phi thanh ngọc, hoa màu xanh rất đẹp nhé. Giò cuối cùng em lên đó là một cái giò vũ lữ ngàn sao. Giò này gồm có 3 cành hoa như thế này. Và đây, hoa cũng 3 cành thôi mà nó chia nó kinh khủng như này luôn. Đấy. Rồi em bán với giá là mã số 18 180.000 nhé. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.